giờ mày hãy dùng body 19 mũi của anh đi vào mê hoặc nó cho anh. Ok. Chỉ anh đường ra khỏi đây được không? Vâng, vậy anh đi theo em. Thank you.
cứ của chúng ta đã bị đột nhập không? Chúng ta bị mất hết vũ khí rồi. Có chuyện đó sao? Đúng vậy. Mày là ai? Tôi chỉ là người bị lạc đường thôi mà. Tôi đã nói tôi chỉ là người đi lạc đường thôi mà. Tại sao các cô bắn tôi? Mày vẫn còn ngoan cố à? Mày không khai ra, tao bắn nát sợ. Tôi khai, cô đừng bắn tôi. Lên! Khai mau, bọn mày là ai? Anh em mình tha hồ mà dùng súng.